Bạn quay lại bản tin mà miền anh Tý qua chị Ban cũng đến rồi cả nhà ơi. Vô trong luôn anh ơi, vô trong đi. Bà đi tới cho người ta quay luôn, chúc mừng tân tới luôn. Bà cầm cầm chốt đi tới luôn. Chúc mừng tới luôn, người ta quay luôn. Chúc mừng. Mình để cái chỗ mát thay đó được rồi, chồng ơi. Bấm cái nút đỏ ra, bấm nút đỏ. Mình đứng đây sát luôn hả chị Thang? Vô trong lên mắt ra đâu. Thôi có phần nước nữa cả nhà ơi. Đó cả nhà Pháp có đậu nành nữa mọi người ơi. Thấy chưa? Quá tuyệt. Tuyệt vời nha mọi người. Nên là chiên đậu hũ cũng lâu nữa nên hôm nay là hơi trễ. Thì ở nhà có người mụ. Giỏi dữ vậy. Cho chú một phần đi chị Trâm. Đó, hai chú quá tuyệt vời. Dạ, rồi mọi người. Dạ, còn ai ngồi kế bên Bích Trâm lại đây. Từ từ bà con ơi, từ. Cứ một hộp là một cơm. Dạ, rất phát từ thiện. Bệnh viện quận 6 nha cả nhà. Anh Tý với chị Trâm đến bệnh viện quận 6 cho các cô. Dạ. Từ từ cô, từ người ta phát cơ. Từ nha, từ mọi người đâu cũng có cho mọi người. Chào chú. Đó là cũng có sữa nè mọi người. Sữa luôn. Vừa cơm vừa sữa nha mọi người. Từ từ bà con ơi, từ từ mọi người nào cũng có. Đó, đây là Linh Tý ngồi phát cơm. Em cầm máy cho anh cho Trâm cả nhà. Rồi chị Đáp dùng luôn ăn chay nha. Dạ thì khi nào mà Linh Tý với chị Bích Trâm có phát ở đâu thì sẽ thông báo cả nhà. Nhưng trong ngày hôm nay thì chị phát ở đây thôi nha. Cảm ơn người ăn no bụng và đời. Để chị kiện nước cơm. Con lấy bằng nào? Con lấy bao nhiêu bằng? 6 bằng hả? Kéo ra vô luôn chú ơi, kéo ra vô. Rồi, phụ ra giùm luôn, từ thiện luôn cô bác ơi. Nhanh tay thì còn chậm tay hết cô bác ơi. Rồi, phát phụ luôn không? Cái này là cho người sao? Dạ cho người trai những phần cơm. Trời ơi có ai nhận không? Đây cô bác nào ai nhận không? Đây cô bác nào nhận quà không? Từ thiện, từ thiện. Đây cô bác ơi, nào Mãi ơi, Mãi. Đây nè Mãi. Mãi còn hả? Rồi Mãi ơi, đây nè. Mãi ơi, lại cho đây. Trời ơi, nhanh lên bà ơi. Bà già bà đi nữa nè, quay bà luôn nè. Đây nè cô ơi, tiếp tục nè cô ơi, đây. Rồi, đây. Rồi, bữa nào,
rồi đây đây có luôn rồi ai nó không chú ơi lại lấy cơm chú ơi đây chú ơi đây có luôn ai rồi đây luôn rồi đây nè chú ơi cơm chai từ thiện luôn đây nè chú đậu nành nóng hổi luôn hổi vừa uống luôn rồi chết chưa luôn kim cũng chết chưa luôn không khỏi không khỏi không quá trời con rồi tiếp luôn cô bác ơi nhanh tay còn cô bác ơi con gà thơ lớn thơ lớn nào ơi trai phần trai ha chú ông nằm nha rồi lẹ lẹ lên cô bác ơi đây mấy hộp đây ai hộp có hai hộp luôn hai trai luôn rồi là bóp 100 phần cơm chay của chúng chị một phần hộp kem mà có rồi đây có luôn coi trời ơi đây nè lẹ lên hai hộp luôn rồi kèm hai chai luôn chúc lấy 2 triệu cảm ơn vậy thì xe ôm à không có anh ơi đừng nói vậy bậy anh ơi chúc cho xe ôm 2 triệu rồi các bác ơi cơm chay từ thiện luôn các bác ơi lẹ lẹ luôn ơi đây nè chị ơi nhanh tay còn lẹ đây luôn mấy hộp anh một hộp luôn tặng trên một chai đậu nành luôn đây có một hộp tặng trên một chai đậu nành luôn à, đường này là đường chợ nấu dễ dễ luôn cơm chay từ thiện luôn anh ơi cô bác ơi chị ơi cơm chay từ thiện luôn chị ơi một hộp luôn chị ơi mấy hộp chị đây có luôn chị ơi mấy hộp mấy hộp chị một hộp thôi ăn cơm ha một hộp thôi hai hộp nữa nè rồi đó lấy phần nào không lấy rồi cô bác ơi chú ăn cơm chưa lấy cơm không chú để dạ bác chụp coi dạ chú lấy cơm đi vô cô bạn nhanh cơm nước một phần chú lấy gì còn nữa không rồi tí đem vô nhà chú gửi 500 mét cho những cô chú ở trong bệnh viện tôi cũng vậy à cả nhà ơi giờ đưa cho chú bố mẹ vô bệnh viện phát cho mình đứng chi bắt ở ngoài nó không có được vô trong nha cô chú chị mình ra đi mọi người rồi xong nghe cô chú anh chị rồi xong rồi đó rồi rồi lãnh tiền không anh ơi anh hồi nãy giờ có công lãnh tiền luôn mọi người hai triệu luôn đó ai gõ hoài vậy?